Thông tin ca sĩ Natalie mua lại độc quyền, biểu diễn hàng loạt bản hit, làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Cầu Vồng Sau Mưa, v.v. đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều này có nghĩa, trong thời gian Natalie mua độc quyền biểu diễn, sẽ không có một ca sĩ nào, bao gồm cả Cao Thái Sơn, được hát những ca khúc này trên sân khấu. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, tác giả của ca khúc nói trên, đã xác nhận thông tin này. Trong bối cảnh Natalie và Cao Thái Sơn liên tục có những hành động công kích nhau trên mạng xã hội suốt thời gian qua, không biết khán giả bình luận cho rằng việc làm này của Nguyễn Văn Trung là không đẹp. Sau khi nhận khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung lên tiếng, khẳng định mình không sai. Cụ thể anh nói, vì đó là sở hữu của mình, không phải của người khác, nên việc mình muốn bán cho ai là quyền của mình, đúng luật và đúng thỏa thuận. Công việc không được câu nệ tình cảm cá nhân và làm việc phải chuyên nghiệp. Mình chơi với cả hai người bạn và không thể vì sự mâu thuẫn của hai người bạn mà ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch của mình.